Chào mọi người. Ma Hoàng Trái Chất Phàm tập 69. Tất cả mọi người sững sờ, còn mẹ nó chứ, đây mà tính là gia quy sao? Bàn Tử xạ mặt xuống, quay đầu nhìn về phía Lạc Văn Thường nói ra, Lạc tiểu thư, Lạc gia thật là có gia quy, vô sĩ như vậy sao? Lạc Văn Thường che đôi môi đỏ, càng không ngừng gật đầu, cười đến đau cả bụng. Điều thứ hai, ra khỏi nhà, gặp ngoại nhân muốn giả bộ trâu bò cũng phải để ta làm trước. Các ngươi càng không thể giả bộ trâu bò quá mức, lão tử phải là nhất, nếu không cũng phải chết. Mọi người lập tức đỡ trán, khóe miệng co quắp lại. Lạc gia đến cùng là gia tộc như thế nào vậy chứ? Quản gia này là người kiểu gì vậy chứ? Hai điều này thực sự là gia quy hay sao? Lạc Văn Thường đã cười lanh lộn trên bàn. Bàn Tử chán không cần muốn nghe nữa. Phương Thu Bạch thì cảm thấy thú vị, vui vẻ ngồi nghe. Thứ ba, sau này các ngươi theo lệnh ta mà làm, chỉ nghe lệnh một mình ta. Ta để các ngươi giết người nào thì các ngươi giết người đó, không được sai sót, nếu không chết. Bỗng nhiên tất cả mọi người run rẩy, ngay sau đó ngoan ngoãn gật mạnh đầu. Tuy bọn họ vẫn thuận theo, nhưng Trác Phàm lại từ trong mắt bọn họ nhìn ra sự chần chừ. Không sai, chính là chần chừ trong lúc nhất thời đã để Trác Phàm nhìn ra vấn đề. Trác Phàm nói ra hai điều trước chẳng qua là làm cho bọn họ buông lỏng cảnh giác, làm chuẩn bị cho điều thứ ba. Quả nhiên kết quả khiến Trác Phàm rất hoài nghi. Nếu bọn họ thật sự là trưởng lão được hoàng đế ban thưởng, mệnh lệnh mà hoàng đế cho bọn họ nhất định là tuân theo Lạc gia, vậy điều gia quy thứ ba bọn họ chắc chắn sẽ ngay lập tức tiếp nhận. Nhưng bọn họ lại có sự chần chừ. Nói cách khác, trong tiềm thức, việc này đối lập với mệnh lệnh bọn họ được giao, đến mức bọn họ nhất định không kịp thời trở tay, không kịp phản ứng. Nghĩ thông suốt điểm này, Trác Phàm thản nhiên nói, được rồi, các người đã là trưởng lão Lạc gia, vậy sẽ được đại trưởng lão chỉ huy. Lôi trưởng lão, Trác Phàm hét lớn một tiếng. Lô Văn Thiên lập tức xuất hiện trước mặt Trác Phàm, ôn quyền nói, Trác quản gia có gì phân phó? Những người này là trưởng lão được bệ hạ ban cho Lạc gia ta, đại trưởng lão ngươi thống lĩnh bọn họ đi, sắp xếp tốt cho bọn họ đi. Lô Văn Thiên đầy mặt hưng phấn, lại có nhiều cao thủ như vậy sao? Nhưng khi nghe đến câu sắp xếp tốt liền hiểu ý, Trác Phàm là muốn giam lỏng bọn họ, để bọn họ không thể tùy tiện tán loạn ra ngoài, rời đi ánh mắt của mình. Lô Văn Thiên gật đầu, nghiêm túc đưa bọn họ đi. Bọn họ coi là được vào Lạc gia, nhưng không ngờ lại bị triệt để giám sát. Mà điểm này mấy người Bàn Tử không rõ, vẫn bình thản vỗ vỗ vai Trác Phàm cười to, huynh đệ, gia quy Lạc gia ngươi trừ điều thứ ba, hai điều thứ nhất thật sự là VL đó. Trác Phàm từ chối cho chiến, thâm mì nói, không có hai điều trước thì lấy đâu ra điều thứ ba chứ. Bàn Tử cũng cười thuận theo, thì vẫn chẳng hiểu gì. Có điều rất nhanh hắn lại nghiêm túc nói, như vậy bây giờ bản hoàng tử phải làm chính sự. Trác Phàm tiếp chỉ. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế và vạn tuế. Lạc Văn Thường giật nảy mình, vội vàng đứng dậy hạ bái. Trác Phàm lại chỉ nhàn nhã ngồi yên, đạm mạc lên tiếng, nói đi. Bàn Tử thấy thế lập tức xạ mặt lại, bất đắc dĩ nói, huynh đệ à, dù sao nói thế nào đây cũng là thánh chỉ đó, người xem thường như thế là đại tội khi quân phạm thượng đó, phải rêu đầu đó. Không quan trọng, dù sao nơi này chỉ có mấy người chúng ta, chỉ cần ngươi không nói, Phương Tiên Sinh cũng không giống như ngươi thích nói loạn, vậy thì không thành vấn đề. Huống hồ coi như nói ra cũng chẳng sao, hoàng đế hạ chỉ cho ta thì nhất định là có chỗ dùng ta, làm sao thể vì chút việc nhỏ mà giết ta được chứ. Trác Phàm cười cười nói ra. Bàn Tử không còn gì để nói, lại không thể nào phản bác. Trác Phàm thật đúng là như moi tim của mọi người ra để nhìn, cái gì cũng hiểu. Xác thực, đừng nói là anh ngồi đây tiếp chỉ, coi như có nằm xuống tiếp chỉ, hoàng đế cũng không làm gì anh. Nhưng mấu chốt là, kể từ đó, uy nghiêm của hoàng thất để đâu chứ? Khổ sở liếc nhìn Phương Thu Bạch, Bàn Tử lẩm bẩm, lão sư, nên làm thế nào cho phải? Người phi thường từ phải đối đãi kiểu phi thường, không cần quan tâm những thứ nghi thức xã giao này. Phương Thu Bạch cười khẽ, bất đắc dĩ thở dài, đành phải gật đầu theo. Lúc này, Lạc Văn Thường bỗng đứng phát lên, biểu môi, ngồi bên cạnh Trác Phàm. Trác Phàm giật mình, buồn cười, nhìn vị đại thiếu thư, luôn luôn thận trọng. Bây giờ lại làm việc này. Đại thiếu thư, lấy tính tình của ngươi, sao lại lỗ mãng như vậy chứ? Cái gì gọi là lỗ mãng? Ngươi còn không quỳ, ta làm gì phải quỳ chứ? Dù sao có chuyện gì, cũng đã có ngươi gánh lấy rồi. Lạc Văn Thường cao ngạo ngẩng đầu lên. Trác Phàm liền cười lớn vỗ tay, thán thưởng, đây mới là đại tiểu thư Lạc gia đó. Không sai, Lạc gia mà Trác Phàm muốn chính là thiên hạ đệ nhất gia tộc. Tất nhiên, phải không ngừng vươn lên, lòng cao hơn trời,
Nếu chỉ một hoàng đế nho nhỏ đã khiến họ phải tất cung tất kính thì lấy đâu ra hùng tâm xưng bá thiên hạ chứ? Bàn Tử thấy vậy thì thổn thức, oán thầm, Lạc Gia đúng là bị Trác Phàm làm hư rồi. 3 năm trước đây, khi hắn mới tới Phan Long Thành, thấy Lạc Gia ai nấy đều rất biết lễ nghĩa, nhưng hiện tại lại là từng người kiệt ngạo, bất thuần. Đại tiểu thư cẩn thận, chặt chẽ đều biến thành bộ dáng này. Bàn Tử bất đắc dĩ lắc đầu, cũng thoải mái nói, hoàng thượng có ý là để tiểu tử ngươi tham gia vào Bách Gia tranh minh, áp chế nhuệ khí đế vương môn. Bách Gia tranh minh sao? Trác Phàm không hiểu hỏi lại, rồi lại nhìn về phía Lạc Vân Thường, nàng cũng đầy mắt nghi hoặc. Thế vậy, Bàn Tử liền nở một nụ cười đắc chí, cho các người ngông cuồng, quê chưa, chưa từng nghe phải không? Đến lượt lão tử rồi. Sau đó phá lên cười lớn, ngạo nghễ nói, Bách Gia tranh minh mỗi 100 năm tổ chức một lần, người có thể tham dự đều là tinh anh tối cao cấp các gia tộc lớn. Gia tộc tam lưu như Lạc Gia đi cũng chỉ là làm bia đỡ đạn, cho nên thẳng thắn không đi, dần dà thành quen, các người không biết rất bình thường. Thật sao? Đã vậy, vì sao bệ hạ còn muốn mời loại tiểu gia tộc chúng ta tham gia chứ? Kính xin tam hoàng tử hồi bẩm bệ hạ, sau khi nhận mệnh, Trác Phàm cảm thấy xấu hổ khó xử, cảm thấy không có tư cách tham gia thịnh hội long trọng như thế. Bệ hạ hãy tìm một người xuất thân hiển quý khác đi. Trác Phàm lạnh nhạt lên tiếng. Vừa nghe vậy, Bàn Tử liền vội vàng đuổi theo Trác Phàm, níu cánh tay nói rằng, đừng mà huynh đệ, người nói như vậy thì ta trở về sẽ bị phụ hoàng đánh đến chết đó. Là ca ca ta không đúng, không nên gáy trước mặt ngươi. Đúng rồi, gia quy thứ nhất của Lạc Gia ta, ca ca trở về lập tức giáng trong phòng, thời khắc tỉnh táo chính mình, về sau trước mặt ngươi chỉ ngươi có thể gáy, mà ngươi tha cho ca 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 nhất thời không biết lựa lời được không? Lạc Vân Thường che miệng cười, Phương Thu Bạch cũng lắc đầu cười to lên. Được rồi, người nói tiếp đi. Trác Phàm đương nhiên chỉ là nói đùa, nhưng đùa cũng không thể quá đáng. Bàn Tử thở dài một hơi, không còn dám nghịch ngu nữa, nghiêm mặt nói, huynh đệ nói thật nha, Bách Gia tranh minh không phải là thịnh hội tinh anh gia tộc gì cả, mà chính là tu la tràng đó, để các đại thế gia đánh cược vinh dự của cả gia tộc, vì gia tộc tiến thêm một bước, có gia tộc bởi vậy mà một bước lên trời, có gia tộc lại xuống dốc trong nháy mắt. Cho nên nếu ngươi tham gia, ca ca ta còn phải nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận. Hả? Chỉ giáo cho. Trác Phàm nhíu mày, hơi có vẻ ngưng trọng. Nói lên việc này, còn phải ngược dòng tìm hiểu về thời khai quốc. Thời điểm 7 nhà tranh đấu, khi đó hỗn loạn, tuy đã lắng lại, nhưng 7 nhà vẫn thế như nước lửa. Không một ai phục ai. Hoàng đế khai quốc Thiên Vũ, vì phòng 7 nhà lại nổi lên tranh chấp, liền cùng 7 nhà ước định, lấy tộc nhân dưới 30 tuổi của mỗi nhà ra tỷ thí. Người thắng sẽ là đứng đầu 7 nhà, dù sao những người trẻ tuổi ngày này ngày sau cũng là thượng tầng nòng cốt của gia tộc, thực lực của bọn họ cũng đại biểu cho thực lực tương lai của 7 nhà. Cứ như vậy, 7 nhà không còn giao tranh. Đây chính là hình thức ban đầu của Bách Gia tranh minh. Về sau, các đại thế gia Thiên Vũ cũng hy vọng có thể bộc lộ tài năng, 7 nhà và hoàng thất suy xét lợi hại trong đó thì đồng ý, hình thành nên Bách Gia tranh minh như hiện tại. Có điều nói là 100 nhà nhưng vẫn lấy 7 nhà làm chủ, những gia tộc còn lại chỉ là phụ thuộc tài 7 thế gia mà thôi. Thậm chí đến sau cùng còn xuất hiện chuyện 7 thế gia muốn giữ lấy thể diện, giữ lại tinh anh sẽ không cùng chém giết nhau, những gia tộc phụ thuộc lại phải đánh nhau tới chết sống, không được làm chủ tử mất mặt. Người sống đến cuối cùng tất nhiên được 7 nhà coi trọng, gia tộc đó cũng trở thành gia tộc phụ thuộc được coi trọng, nhưng đại đa số lại đều biến thành bạch cốt, thật đáng buồn. Nói đến đây, trong mắt Bàn Tử lộ ra vẻ châm chọc, còn có thương hại, nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ. Sự tồn tại có 7 nhà làm cho thế gia khác không có ngày đổi danh, chỉ có thể biến thành công cụ cho chúng lợi dụng, chơi đùa. 100 năm, mỗi lần Bách Gia tranh minh càng làm cho chiến lực Thiên Vũ đại giảm, vĩnh viễn không có tiến triển. Trong nháy mắt, 7 nhà đã là khối u ác tính lớn nhất Thiên Vũ. Trác Phàm gật đầu nói, như vậy hoàng đế muốn ta đi làm gì, đánh bại đế vương môn sao? Vậy thì không cần, đây đối với Lạc Gia thật không quá thực tế. Đế vương môn sở dĩ dám danh xưng đứng đầu 7 nhà, thậm chí có giả tâm chiếm đoạt 7 nhà, chính là bởi vì Bách Gia tranh minh chưa từng thua, cho nên ý phụ hoàng là người chỉ cần ngáng chân đế vương môn là được rồi. Trong 7 nhà, những nhà còn lại ai thắng cũng được, như vậy sẽ là đại đả kích đối với đế vương môn. Trác Phàm nhướng mày, ngáng chân sao? Người để cho ta đi ngáng chân, đây không phải là đại tài tiểu dụng sao? Huynh đệ, ta biết bản lĩnh của ngươi, thế nhưng ngươi cũng không thể khinh địch ta.
xem như ngáng chân, cũng không phải ai đều có thể tùy tiện làm được đâu. Bàn tử chợt xuất ra một dải lụa màu vàng. Đây là thứ tự bắt gia tranh minh lần trước, ngươi xem đi. Trác Phàm nhận lấy, phía trên có viết tên 7 nhà cùng những người tham gia. Bàn tử nói, hạng 7, Hoa Vũ Lâu, đứng đầu là Sở Bích Quân, danh tiếng hiển hách. Chỉ là nàng tuy rất hường hãn nhưng đồng đội thực lực quá yếu, Hoa Vũ Lâu năm đó cũng chỉ đành lót đáy. Như thế để báo trước, thực lực trăm năm của Hoa Vũ Lâu sẽ yếu nhất 7 nhà. Hạng 6, Khoái Hoạch Lâm, Trác Phàm liếc mắt trực tiếp bỏ qua. Cỏ đầu tường, đồ hèn nhát, không có gì đáng chú ý. Hạng 5, Kiếm Hầu Phủ, người tham dự là bọn người Kiếm Tỳ Phong. Hạng 4, Tiềm Long Cát, người tham dự bọn người Long Cửu. Hạng 3, U Minh Cốc, người tham dự là bọn người U Quỷ Thất. Hạng 2, Dược Vũ Điện, người cầm đầu Độc Thú Dược Vương Nghiêm Tùng. Hạng nhất tất nhiên là Đế Vương Môn. Trác Phàm bất giác cảm thấy nặng nề, những minh hữu quan thế mà đều xếp vị trí sau cùng, chẳng những thực lực người mạnh nhất kém người ta, thực lực tổng thể cũng yếu hơn một mảng lớn. Nhìn ra suy tư của Trác Phàm, Bàn Tử cười lớn, ha ha, huynh đệ không cần than thở, từ khi ngươi xuất hiện, những gia tộc này liền bị ngươi đánh cho tàn phế, thực lực không thể bằng lúc trước. Là sao chứ? Trác Phàm sáng mắt lên, anh biết U Minh Cốc bị anh đánh cho tàn phế, nhưng Dược Vũ Điện thì liên quan gì chứ? Bàn Tử cười cười nói, lần trước Bách Gia Tranh Minh sở dĩ có bài danh như thế, hoàn toàn là do mấy nhân vật kinh thiên động địa, giống như U Minh Cốc xếp thứ ba, hoàn toàn là dựa vào Lão Ngũ kiềm chế Tam Trưởng Lão Tiền Long Cát. Thất Khiếu Quỷ Linh Đung, U Quỷ Thất lại khống chế toàn bộ cục thế, mới đặt vững đại cục. Không có hai người này, thực lực U Minh Cốc không mạnh bằng Tiềm Long Cát. Còn Dược Vũ Điện sở dĩ có thể xếp vị trí thứ hai, hoàn toàn là do độc công của Độc Thủ Dược Vương quá mạnh, không người nào dám đến gần. Nếu không có độc trưởng phụ trợ, thực lực chân chính của bọn họ thậm chí không bằng Khóa Hoạch Lâm. Nói cách khác, hơn phân nửa thực lực của U Minh Cốc cùng Dược Vũ Điện đều dựa vào mấy người này, nhưng những người này không phải là bị hắn làm thịt, cũng bị hắn đào đi. Lúc này Bàn Tử biểu môi cảm thán, Bách Gia Tranh Minh lúc đó thật sự là xuất hiện rất nhiều nhân vật thành danh, giống như Trí Tinh U Quỷ Thất, Độc Thủ Dược Vương Nghiêm Tùng, Tuyệt Thế Đan Vương ngàn năm khó gặp, Cửu Thúc của Tiền Long Cát năm đó đại hiến thần uy với Tử Lôi Kim Nhãn, Thiên Cổ Nhất Tuyệt. Trác Phàm gật đầu thầm cảm thấy may mắn, lúc trước anh ra tay giết U Quỷ Thất thật là giết đúng người, trừ được đi không ít hậu hoạn. Nếu không U Quỷ Thất còn sống thầm tính kế anh thì sẽ rất phiền phức, mất đi U Quỷ Thất quả thực chính là trừ đi hơn phân nửa thực lực của U Minh Cốc. Đó là đại thể thực lực của 7 nhà. Tiếp đây ngươi phải cẩn thận nghe cho rõ về đối thủ mạnh nhất của ngươi tại Bách Gia Tranh Minh lần này. Bàn Tử lần nữa xuất ra một tấm lụa nghiêm túc nói, đây chính là những thiên tài được cả cao tầng Thiên Vũ công nhận thiên tài mạnh nhất 7 nhà, Lục Long Nhất Phượng. Lục Long Nhất Phượng sao? Trác Phàm nhíu mày có hơi hiếu kỳ, danh tiếng này anh đã từng nghe qua tại Hoa Vũ Lâu, nhưng khi đó không chú ý nhiều, bây giờ mới biết đó là tục danh những người cầm quyền 7 nhà trong vòng trăm năm sắp tới. Bàn Tử hít thở sâu nói tiếp, Lục Long Nhất Phượng là con cháu Thiên Phú mạnh nhất của 7 nhà từ trước tới đây. Nói cách khác, tương lai 7 nhà trong tay bọn họ sẽ đạt tới độ cao trước đó chưa từng có, hoàng thất sẽ khách rất khó chưởng khống. Đây cũng chính là lý do Đế Vương Môn gấp gáp muốn nhất thống 7 nhà, nếu trì hoãn thêm bọn chúng càng khó thống nhất, thậm chí vĩnh viễn không có khả năng thành công. Trác Phàm gật đầu, lời nói này không sai, 7 nhà càng cường thịnh không chỉ là cái gai trong lòng hoàng thất, còn là sự lo lắng của Đế Vương Môn. Bởi vì cứ theo đà này, Thiên Vũ rất có thể sẽ bị 7 nhà chia cắt, cục diện biến thành 7 nhà cùng nhau tồn tại, hoàng thất mất đi quyền lực. Như thế, Đế Vương Môn tuy cũng sẽ được chia đại lượng lợi ích, nhưng trong thất thế gia, địa vị lại bị suy giảm, không thể tự cho mình là đứng đầu 7 nhà. Đồng thời, thiên hạ phân lập, muốn hoàn toàn thống nhất cũng càng thêm khó khăn. Đầu tiên, Nhất Phượng chính là đương nhiệm lâu chủ Hoa Vũ Lâu Phi Thiên Hàn Phượng, Sở Quân Thành. Nghe đồn Sở Quân Thành khuôn quốc chi tư, thiên phú hơn người, tuổi còn nhỏ đã được định sẵn sẽ chấp chưởng chức vị tổng lâu chủ, nhưng tính cách cao ngạo, người sống chớ tới gần, như thể xem nam nhân thiên hạ là cặn bã. Nhưng thực lực của nàng thật sự rất cường hãn, xem nhiều trưởng lão trong nhà 7 nhà đều có chỗ không bằng. Ngươi gặp nàng rồi sao? Trác Phàm chợt cười nhẹ hỏi ra. Bàn Tử bất giác trì trệ, trầm ngâm một hồi thở dài. Nói thế nào đây, lúc Sở Quân Thành tuổi vừa 16, Kakata đã từng một lần đến Hoa Vũ Lâu, nàng tuyệt đối là mỹ nhân
khuynh quốc khuynh thành. Tuy bao nhiêu năm qua, nhưng ca ca ta vẫn còn thường xuyên trong mộng hồi tưởng lại hình ảnh khi đó. Chỉ là đáng tiếc, khi đó nàng một mực lấy lụa mỏng che mặt, ca ca ta không thể được nhòm một chút danh nhung, dung nhan. Mà là ta dừng chân tại đó cả một tháng, nàng chỉ liếc nhìn ta một chút thôi, cũng không. Mỹ nhân băng lãnh, danh bất hư truyền. Vậy sao? Còn ta thì thấy rồi đó. Trác Phạm gật gật đầu, khoan thai lên tiếng. Bàn Tử gật đầu, nhưng rất nhanh, co rút ánh mắt lại, cả kinh kêu lên. Cái gì? Người thấy, kia là thấy nàng hay là thấy cả dung nhan của nàng? Nói nhảm, không gặp mặt, sao có thể coi là gặp nhau chứ? Trác Phạm nhếch miệng cười đắc ý. Bàn Tử run run, vẻ mặt ước ao, ghen tị, vội vàng nói. Nàng, trông như thế nào? Có phải không gì sánh được như lời đồn hay không? À, nói như thế nào đây? Xem như chim sa cá lạnh, hoa nhường nguyệt thẹn cũng không đủ hình dung. Chỉ có thể nói, dung nhan của nàng, người có nghĩ đến, cỡ nào cũng không đẹp được bằng nàng. Trác Phàm ngửa mặt lên trời cười lớn, lại bắt đầu có cơ hội đắc ý. Bàn Tử ân ực nuốt một cục nước bọt, đầy mắt phát hồng, hùng hăng trừng Trác Phàm. Tại sao? Bù má. Tại sao mỗi lần có chuyện tốt đều là tiểu tử này đoạt được chứ? Sở Quân Thành dung nhan tuyệt thế, thiên hạ còn mấy nam nhân có thể thấy được chứ? Cả bản hoàng tử đều không thể thấy, tiểu tử này làm sao lại thấy được chứ? Lạc Văn Thường cũng hơi tức giận, phòng má nói, Trác Phàm, nàng rất đẹp sao? Đương nhiên, ta còn sống với nàng 3 ngày, khoảng cách gần, ngắm nhìn rất lâu, có thể nói là hoàn mỹ, không chút tì vết. Trác Phàm gật gật đầu, lạnh nhạt nói. Lúc này, vẻ giận dữ trên gương mặt Lạc Văn Thường càng nặng hơn, Bàn Tử thì ghen tị như muốn đông máu lại, kêu lớn lên, cái gì? Ngươi còn sống với nàng 3 ngày sao? Làm sao thể chứ? Nàng không phải là rất ghét nam nhân sao? Cái này có lẽ là phải tùy ngươi đó. Dù sao mỗi người, mỗi vẻ, người không thể bởi vì chuyện xảy ra với người thì nói người ta là người như thế này người kia. Huynh đệ, nói câu không xuôi tai nhé, nếu ta là nữ nhân, ta thực sự không dám nhìn người đâu. Trác Phàm thở dài lắc đầu, Bàn Tử lập tức xạ mặt xuống, còn mẹ đó chứ, nói lời tổn thương, VL, cạch mặt, từ đây không chơi nữa. Có điều, Trác Phàm lại lên tiếng, sắc mặt chợt nghiêm túc hẳn lên. Thiên phú của Sở Quân Thành xác thực rất cao, nhưng nếu nói cao đến trình độ không thể tưởng tượng được thì chưa chắc đâu. Ngay cả Hoàng Phủ Thanh Vân, nàng đều đánh không lại. Nếu Lục Long Nhất Phượng chỉ có trình độ này, vậy ta thừa sức đối phó. Trác Phàm không thể bảo là không cuồng vọng, nhưng Bàn Tử thực không thể cãi lại, bởi anh có tư cách này. Phương Thu Bạch chợt lên tiếng. Trác Phàm tiểu tử, nếu ngươi thực nghĩ như vậy, bắt gia tranh minh, 5 năm sau, chỉ sợ ngươi sẽ gặp nhiều thua thiệt. Hả? Chỉ giáo cho. Trác Phàm vội nói. Phương Thu Bạch thản nhiên nói, ngươi cũng từng đến Hoa Vũ Lâu, lấy năng lực của ngươi chắc đã biết tình cảnh Hoa Vũ Lâu mấy năm nay. Ta cũng đã gặp nha đầu kia, thiên tư trác tuyệt, đáng tiếc là gặp nạn liên tục, trì hoãn tiến độ tu luyện, thua con cháu thế gia khác một mảng lớn, nên ngươi mới thấy như vậy. Ngươi nói nàng đánh không lại Hoàng Phủ Thanh Vân, vậy ta phải nói cho ngươi biết, thời điểm Sở Quân Thành 12 tuổi đã từng giao thủ với Hoàng Phủ Thanh Vân, khi đó lão phu có mặt tại đó, ngươi đoán xem kết quả như thế nào. Một chiêu Hoàng Phủ Thanh Vân bại hoàn toàn. Phương Thu Bạch cười khẽ, lúc đó ta còn nhìn ra, bé con này có tư chất, thậm chí có thể vượt qua Hộ Long Thần Vệ, thiên tài 6 nhà còn lại cũng đều có tư chất này. Trác Phàm gật đầu, không dám tiếp tục khinh thị. Huống hồ, này Hoàng Vũ Lâu có Sở Bất Quân, nữ oa kia có thể chuyên tâm tu luyện, thời gian 5 năm thật không biết sẽ có trình độ cỡ nào, mà con cháu 6 nhà kia còn có thời gian tu luyện nhiều hơn nàng, chắc hẳn cũng càng mạnh hơn. Lần này bắt gia tranh minh thật là làm cho lão phu cảm thấy chờ mong. Phương Thu Bạch phá lên cười to. Trác Phàm thì hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có. Nếu quả thật như lời Phương Thu Bạch nói, thực lực Lục Long Nhất Phượng còn mạnh hơn cả trưởng lão trong gia tộc, vậy những kẻ anh phải đối mặt thực sự đều là quái vật. Thấy Trác Phàm chính thức nghiêm túc lại, Bàn Tử vui vẻ gật đầu tiếp tục nói. Còn Lục Long, Khoái Hoạt Lâm, Xuyên Lâm, Dực Long, Lâm Toàn Phong, Khoát Lâm lấy thân pháp xưng danh Lâm Toàn Phong, càng là người như tên, Xuyên Lâm như phong, giống như quỷ mị, thường nhân khó có thể nắm bắt. Kiếm Hầu Phủ, Kim Giáp Kiếm Long, Tà Thiên Thương, Kiếm Hầu Phủ lấy luyện khí lập nghiệp, Kiếm Hạ, Kiếm Đao Thiên Hạ vô song, Tà Thiên Thương so với đệ đệ của hắn Tà Thiên Dương không biết còn mạnh hơn bao nhiêu lần, chân chính là thiên tài kiếm đạo, độc môn huyền giai vũ kỹ của Kiếm Hầu Phủ, không linh cửu thức, rất nhiều trưởng lão cả một đời đều không thể hiểu thấu đáo. Nhưng tiểu tử này nghe nói khi 19 tuổi đã luyện thành, thực sự là một quái vật. Bàn Tử giảng giải từng người cho Trác Phàm, Trác Phàm nghiêm túc lắng nghe. Đến cuối cùng,
bàn tử chỉ về vị trí số 1 là Đế Vương Môn, ngón tay mập mạp bất giác run run, ánh mắt lộ ra ngưng trọng hiếm có. Huynh đệ, những người trước đó so với người này thật sự không tính là gì. Đại công tử Đế Vương Môn, Chấn Thiên Đế Vương Long, Hoàng Phủ Thanh Thiên, đệ đệ của hắn Hoàng Phủ Thanh Vân bị ngươi giết đó, so với tên này chỉ có thể coi là tầm thường trong tầm thường, bao quát cả Ngũ Long Nhất Phượng trước đó, so với hắn cũng chỉ có thể coi là người bình thường mà thôi. Kẻ này mới thực sự là thiên tài trong thiên tài, quái vật trong quái vật. Tin tức về hắn cũng cực kỳ thưa thớt, nhưng có thể khẳng định chính là chỉ cần một mình người này xuất thủ, Ngũ Long Nhất Phượng liên thủ cũng không thể đối địch. Trác Phàm trợn tròn mắt kinh hãi, người đó nha, vừa mới còn nói Ngũ Long Nhất Phượng ngưu bức dường nào để lão tử cẩn thận, bây giờ nói 6 người hợp lại cũng không phải là địch thủ, vậy tiểu tử này đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào chứ? Bàn tử nặng nề vỗ vai Trác Phàm thở dài nói, biết chưa huynh đệ, coi như quấy rối Đế Vương Môn cũng không phải là chuyện dễ, so với tên quái vật trong quái vật ngươi có còn là quái vật Trác Phàm đánh đầu thắng đó hay không? Trác Phàm nhíu mắt thở sâu, suy nghĩ sau một hồi mới thì thào lên tiếng, yên tâm đi, 5 năm sau trước mặt các ngươi nhất định sẽ xuất hiện một Trác Phàm cùng Lạc Gia hoàn toàn khác, chỉ là trong thời gian này ta muốn đi làm một ít chuyện, hy vọng hoàng thất có thể đảm bảo Lạc Gia bình an. Bàn tử sáng bừng mắt lên, cùng Phương Thu Bạch liếc nhìn nhau, hai người đều cười gật đầu, yên tâm đi huynh đệ, ngươi chỉ cần an tâm tu luyện là được, về an nguy của Lạc Gia ngươi không cần lo lắng, mà lại lần này nếu ngươi có thể bộc lộ tài năng, phụ hoàng sẽ có lý do trực tiếp phong cho ngươi làm ngự hạ gia tộc, để lúc đó Đế Vương Môn muốn động tới các ngươi nhất định phải thông qua hoàng thất. Trác Phàm gật đầu thở thật dài một hơi, nguy cơ gặp nguy hiểm mới có kỳ ngộ, mà lần bắt gia tranh minh này chính là đại kỳ ngộ giúp Lạc Gia một hơi bò lên trên đỉnh phong. Vù, hai đại lưu quang xẹt ngang bầu trời, Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên cùng nhau cấp tốc bay về phương hướng Tích Lô Sơn. Lệ lão, còn bao nhiêu thời gian? Trác Phàm chạm vào lôi linh giới trên tay, đạm mặt lên tiếng. Lệ Kinh Thiên nhìn về phía trước ước chừng lời nói, theo lão phu tính ra trong vòng 3 ngày sẽ đến. Tốt. Trác Phàm gật đầu một cái, lôi vật thực sau lưng lắc một cái, tốc độ lại tăng thêm 3 phần, phải mau chóng đến nơi miễn cho đêm dài lắm mộng. Đột nhiên có một tiếng xé gió vang lên, một đạo hắc ảnh đột nhiên hướng về phía bọn họ đánh tới. Trong mắt Trác Phàm co rút lại, thân thể đang vọt tới trước không kịp dừng lại, mắt thấy bóng đen kia sắp sửa va vào anh thì không khỏi hoảng hốt. Đúng vào lúc này, Lệ Kinh Thiên vội vàng vươn tay kịp thời bắt lấy cổ tay Trác Phàm, thân thể quanh mới thể dừng lại, sau đó kéo mạnh một cái đem anh quăng ra sau lưng, mà bóng đen kia vẫn không giảm tốc độ, tiếp tục phóng về phía bọn họ. Quỷ Long Trảo, trong lòng hét lớn một tiếng, Lệ Kinh Thiên đánh ra một trảo, ầm, một tiếng nổ vang rung trời phát ra, đạo hắc ảnh kia nhất thời bị đánh bay trở về. Lệ Kinh Thiên hiên ngang đứng giữa không trung, uy phong lẫm liệt, nhưng bàn tay đã đỏ bừng, đang không ngừng run rẩy. Lệ lão, ngươi thế nào? Trác Phàm vội vàng tiến lên xem xét, thế nhưng Lệ Kinh Thiên chỉ nhíu mày lắc đầu, không sao cả, chẳng qua là món đồ chơi kia chỉ sợ là một linh kiện linh binh, tối thiểu cũng phải ngũ phẩm trở lên, nếu không phải lão phu là cao thủ luyện thể, hiện tại đánh chừng cũng đã bị thương. Thở phào một hơi, Trác Phàm khẽ gật đầu, thấy hắn cũng không có gì đáng ngại nên anh cũng yên lòng. Thế mà có thể tay không đánh bật ngũ phẩm linh binh, Khô Lâu Trưởng của lão tử cũng coi như là cao thủ, xem ra hôm nay câu được một con cá lớn. Bỗng nhiên một trận cười gian xảo vang lên, một bóng người đột nhiên xuất hiện phía trước hai người chừng 100 thước, khẽ vươn tay đón lấy đồ vật màu đen kia trở về. Đến tận lúc này hai người Trác Phàm mới nhìn rõ ràng thứ đồ vật màu đen kia chính là một cây gậy dài 2 mét, mỗi một đầu gắn một cái khô lâu đen nhánh, mà kẻ nắm lấy cây gậy lại có thân hình thấp bé, khuôn mặt xấu xí tựa như một tên lùn, nhưng gương mặt lại vô cùng hung ác, khí thế tràn đầy khiến người khác tuyệt đối không dám khinh thường. Cao thủ thần chiếu tam trọng. Trong mắt Trác Ra Trác Phàm co rút lại một cái, sau đó cùng Lệ Kinh Thiên liếc nhìn nhau, đồng loạt sợ hãi kêu ra miệng. Tên người lùn kia nghe được tựa hồ đang rất hưng phấn, khoa tay múa chân phát ra tiếng kêu cổ quái, khắc khắc khắc, nếu biết bà lão tử lợi hại vậy thì nhanh nhanh thúc thủ chịu trói đi, lão tử có lẽ còn có thể tha cho các ngươi một cái mạng chó. Chỉ là thần chiếu tam trọng mà thôi, cũng không tự xem lại cân lực của chính mình đi, còn dám ở trước mặt lão phu anh nói ngông cuồng sao? Lệ Kinh Thiên cười lạnh tiến một bước, khí thế toàn thân bỗng nhiên đại phóng, chỉ trong một thoáng
uy áp mạnh mẽ ập tới, khiến tên người lùn kia không thở nổi, liên tiếp lui về phía sau. Cái gì? Người, cái lão gia hỏa này lại là cao thủ thành chiếu lục trọng? Ha ha, không sai. Ngay cả thực lực của đối thủ đều không rõ ràng mà đã dám ra tay. Tên lùn nhà ngươi có thể sống đến bây giờ, lại còn đạt đến thành chiếu tam trọng cảnh, cũng có thể coi là kỳ tích đó. Không khỏi xì cười một tiếng, Trác Phàm khẽ liếc nhìn hắn một cái, rồi thản nhiên nói. Hiện tại, đến lượt lão tử đặt câu hỏi. Ngươi là ai? Vì sao muốn xuất thủ đánh lén chúng ta? Là bị người nào sai xử? Ánh mắt bất giác, chớp chớp. Tên người lùn kia dò xét Trác Phàm một hồi lâu, mỉm cười to thành tiếng. Một tên tiểu quỷ, đó có cảnh ngũ trọng, đeo theo hai cái cánh, thì tự xưng là cao thủ mà cũng xứng nghe ngóng danh hiệu gia gia của ngươi sao? Cái tên không phải người, không phải quỷ, bộ dạng không đứng đắn như ngươi, thế mà cũng dám tự xưng là gia gia của lão tử sao? Sắc mặt anh dần dần trở nên âm trầm, huyệt thái dương của Trác Phàm giật giật không ngừng, lạnh lùng nói. Lệ đảo, không còn hỏi nữa, tranh thủ thời gian giải quyết thứ này, chúng ta lập tức lên đường, không thành vấn đề. Lệ Cảnh Thiên từ sớm đã không ưa tên lùn cuồng vọng này. Trác Phàm giả bộ trâu bò, đó là bởi vì anh là người chưởng quản một gia tộc, có tư cách để kiêu hùng. Ngươi chỉ là một tên lùn dáng dấp vớ va vớ vẩn, bộ dạng không đứng đắn, không phải ngươi cũng không phải người cũng không phải quỷ, thực lực còn không bằng lão phu, có tư cách gì ở trước mặt lão phu phách đối trâu bò chứ? Thật sự là có thể nhẫn nại mà không thể nhẫn nhục. Cho nên Trác Phàm vừa ra lệnh, Lệ Cảnh Thiên đã không kịp chờ đợi mà xông lên. Mà tên lùn kia vừa thấy nhìn thấy Lệ Cảnh Thiên vọt tới cũng không khỏi kinh hãi.